Em cũng có nghệ đen này cả nhà. Anh chị ông bà cô chú nào mà mình có muốn trị bệnh gì đó mà có cần nghệ đen, mà không có nghệ đen thì cứ việc bình luận vô video của em nha. Em sẽ ngỏ em tặng nha. Mua được đó, một mớ cá lăn cả nhà, hai con cá lăn với một con cá mè với một phanh cá cha. Lát thì em sẽ nấu phanh chua nha. Nấu phanh chua với em kho tiêu. Giữa cá lăn hay kho tiêu, còn cái này thì nấu phanh chua. Đây thì nãy em cũng có mua gân nhút nè, cà nè, mua có hai thứ à. Lát ra vườn nhà em nhổ tài tượng nó vô nấu canh nha. Mời cả nhà cùng em vào bếp nấu bữa cơm dân dã miền Tây nha cả nhà ơi. Nhổ vô để mình nấu canh chua nha. Cây nhà lá dừa. Ở đây em cũng có rau xanh héo chừng chừng, nắng quá vậy cả nhà. Rau ngò ôm, niêm canh chua, em cũng có ngò gai nè, em sẽ hái hết ngò gai này vô đi. Thêm canh chua nha. Ở đây em cũng có nghệ đen nè cả nhà. Anh chị ông bà cô chú nào mà mình có muốn trị bệnh gì đó mà có cần nghệ đen, mà không có nghệ đen thì cứ việc bình luận vô video của em nha. Em sẽ ngỏ em tặng nha. Thì em sẽ cho nước nóng vô cái lăn với khúc cá cha này để em rửa. Em cho vô trái chanh nửa cái. Cái đẹp nó cũng hơi màu trắng màu nhạt. Rồi để em nấu canh nha cả nhà. Này nó nóng mà em sẽ cho vô một ít dầu nha. Cho tỏi. Cái tỏi này nó cũng vàng rồi, em sẽ múc lên để ra cái chén này. Lát mình để vô xem canh thôi. Cho vô cái chén. Đây một chút xíu đi. Để khi anh cho nước ra. Anh cho lên đây em nấu. Em sẽ quay lại em ướp cá này để lát em kho nha. Em cho mấy cái khúc giữa của cá lăng để kho tiêu. Còn như đây thì em sẽ nấu canh chua nha. Là nước màu, nước màu dừa này cũng tự nhà em thắng nè cả nhà, thắng nước màu dừa nha. Một ít bột ngọt, đường, mắm. Em ớt theo cái kiểu mà truyền thống của mình hồi xưa tới giờ đó. Gì em để đây cho nó thấm lên lát cái là em còn cà nước canh này cả nhà, nó cũng sôi rồi, em sẽ cho cá vô nha.
Hôm nay ăn bữa cơm ba thứ cá luôn. Tại cái gì nó cũng còn ít ít á, hai cá lăng thì nó không đủ. Có được con cá mè. Em sẽ vớt cái mè này ra luôn để em dầm nha. Cho cái chảo khá lên để em coi. Chỉ cho vô đây là một ít nước cho cá nó chín. Em sẽ cho cải. Bây giờ em sẽ nêm canh nha cả nhà. Em sẽ cho vô đây là 2 muỗng đường, mắm. Em sẽ cho gừng nút nè. Cho tỉ vô luôn. Nhiều quá một nồi. Nhưng mà nó xèo xuống cả nhà. Ở cái này nó gặp nóng là nó xèo xuống. Bây giờ thì em sẽ cho mấy cái tỏi phi vô nha. Em cho gai với ngò ôm vô luôn. Chín nè, khô nước rồi em sẽ cho hành. Ớt vô luôn. Như thế này thì em sẽ cho tiêu nha. Giờ em sẽ múc canh ra nha cả nhà. Em tột ra. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, em nấu canh chua cũng xong rồi. Mời cả nhà ăn cơm với em nha. Quên lấy cái giá. Cái này nó có hai loại cả nhà, kèo nèo tơ tượng. Kèo nèo thì cái lá nó nhỏ hơn và nó dài hơn, còn cái tơ tượng thì cái lá nó lớn hơn, nó tròn tròn bồ bồ. Cá hồi cả nhà béo, cá lăng này cá lăng xong. Rồi cả nhà ơi, em ăn cơm cũng xong rồi, hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.